Tối ngày 27 tháng 5, hàng trăm chuyến xe cứu thương đã được điều động về xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để đưa 3.000 công nhân có nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng đi cách ly nhằm giảm tải cho địa phương. Việc đưa các công nhân trên đi cách ly được diễn ra đến hết ngày 28 tháng 5. Ngoài những trường hợp có nguy cơ cao thì cả những công nhân khác cũng phải đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện khu vực xã Quang Châu là khu vực nguy hiểm. Huyện Việt Yên đã lấy mẫu test nhanh tại một số địa phương trọng điểm như Tam Tầng, Núi Hiểu, Quang Biểu, Trung Đồng. Qua test nhanh, phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính. Sau khi xét nghiệm lại bằng PCR RT, trường hợp nào dương tính thì sẽ đưa lên bệnh viện điều trị. Những trường hợp chưa rõ ràng hoặc âm tính thì đưa đi cách ly tập trung. Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch COVID-19 với tổng số trường hợp F0 là hơn 1.700 trường hợp, hơn 15.000 trường hợp F1 và hơn 66.000 trường hợp F2. Ngoài các ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên và khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, vẫn xuất hiện các trường hợp F0 không phải là công nhân mà do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần. Xuất hiện một số trường hợp là cán bộ y tế trong các khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc điểm của chủng virus lần này là phát tán rất nhanh, môi trường làm việc khép kín, nhà ăn tập trung hàng nghìn người, xe đi chung. Đáng nói có tới 55% F1 chuyển thành F0. Ưu tiên nhất hiện nay là làm thế nào phòng chống và dập cho bằng được ổ dịch Bắc Giang. Nếu không làm được thì sẽ lây ra các tỉnh, thành phố khác rất nguy hiểm. Bộ Y tế đã đưa ra 5 biện pháp mạnh để dập dịch tại Bắc Giang. Thứ nhất, trên toàn bộ địa bàn, bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng tỉnh đánh giá lại tất cả nguy cơ của tất cả các huyện, không riêng 4 huyện đang cách ly theo chỉ thị 16. Đối với các khu vực khác, nếu có vấn đề gì thì mạnh dạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thứ hai, đối với tất cả những trường hợp có ổ dịch tại cộng đồng, thực hiện đúng nguyên tắc truy vết, cách ly, dập dịch, điều trị, nhưng phải truy vết triệt để, không được để sót trường hợp F1. Thứ ba, các khu vực có nhiều công nhân như Mi Điền, Núi Hiểu, Trung Đồng phải đóng băng lại, áp dụng thiết chế cách ly tập trung toàn bộ khu vực này và mở rộng các khu vực khác nếu có đông công nhân và yếu tố nguy cơ. Thứ tư, phải tổ chức lại, giám sát lại, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Thứ năm, phải từng bước làm sạch môi trường công nhân qua nhiều vòng xét nghiệm. Nếu không làm sạch bằng xét nghiệm, không áp thiết chế cách ly tập trung thì không thể dừng chuỗi lây nhiễm lại được.